Sáng nay ngày 27 tháng 1, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện 199 Bộ Công an và quận Sơn Trà tổ chức đưa vào hoạt động trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Đà Nẵng. Trạm y tế lưu động đặt tại khu công nghiệp Đà Nẵng có diện tích 300 m², bao gồm 5 y bác sĩ đảm trách việc cách ly, điều trị từ 100 đến 150 bệnh nhân COVID-19 tại các khu công nghiệp Đà Nẵng, khu dịch vụ thủy sản và công nghiệp Cẩm Lệ. Bệnh viện 199 Bộ Công an sẽ phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương để đảm bảo hoạt động của trạm y tế lưu động. Mình có thể là sàng lọc F0 ngay tại khu công nghiệp để có thể cách ly điều trị tại các khu công nghiệp điều trị tại chỗ, hoặc những trường hợp nặng thì mình có thể chuyển đến các cái trung tâm điều trị chuyên biệt. Thứ hai nữa là mình có thể sàng lọc các bệnh lý liên quan đến người lao động cũng như là các cái bệnh nghề nghiệp liên quan đến người lao động. Với đội ngũ cán bộ y tế được tập huấn kỹ, cùng trang thiết bị cần thiết được trang bị, trạm y tế lưu động sẽ triển khai ngay các biện pháp cách ly để điều trị khi có ca F0 là người lao động ở cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ thực hiện các biện pháp khoanh vùng truy vết cũng như đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại mỗi doanh nghiệp. Ngoài trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Đà Nẵng, thì ngành y tế cũng triển khai trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Thời gian gần đây thì mỗi ngày Đà Nẵng ghi nhận đến gần 1.000 ca mắc COVID-19 và các khu công nghiệp vẫn là khu vực có nguy cơ rất cao. Trong bối cảnh đó thì việc thiết lập các trạm y tế lưu động giúp kịp thời có thể bóc tách F0 để đảm bảo điều trị, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp.